đổi khăn thôi, cho anh đổi khăn thôi, không mặc đồ. Ừ, nó có bích căng, đổ bích căng, khỏi mặc áo. Không có kiểu khỏi mặc áo á. Ừ, thì cứ đổi tăng thôi, nhưng mà khỏi mặc áo. Ghi tên, lấy cái viết ghi tên cho nó đi. Bé heo với tiền được đó hả? Tôi trả về đâu, tập dụng này có hết trơn á. Rồi, Duy Trinh. Anh đang đổi tang cho mẹ luôn ha, cô chú. Cái viết lại ghi tên đó em thầy ơi. Ai nữa? Này sao? Con vô. Mấy đứa nó ngồi để về tới tính. Về tới rồi để đây chút rồi đặt sao. Cho nó đi. Cho nó đổ sao đâu dư cả. Vì em vô con cháu về đang hết. Cái nội hả? Cái nội hả? Trai đó chứ. Con cháu. Út đó, rồi căng lên luôn. Thì Út đó. Con này vô. Con này sao đỡ tăng không? Tăng vô, tăng sớm không đi. Đổi luôn đi. Cái này sao? Dương đây. Dương luôn. Cây thì đầu cây luôn. Cây là cái gì? Đứng ngay lên ngay. Nhà này có bình có dương luôn ta. Bình dương. Bình dương lẻ luôn nè, dính hai bên hai bên tay. Rồi quay lưng lại. Bình dương đi dễ khó về mà. Có bình dương rồi đi bình dương cái gì? Tôi thấy nó chạy thêm bánh nhiều hoài. Có đi xe không bánh không, không sao. Về đây toàn đi xe không bánh không đó, 6 bánh cũng có luôn nữa. Bình Dương Bến Cát để chờ, 6 giờ không kịp, 8 giờ lên xe. Vậy được cái thân. Mâu ni Phật có thời cúng cơm của quyền rồi cúng cơm bàn dông con cháu nam nữ tử tôn mình thọ tang bái yến thì mấy con chuẩn bị tập trung về trước đinh sàng để mình cúng cơm để dự tang rồi mấy con dự tang bước ra chơi đi. Ờ, ai đội tang ra trước rồi trên đây trên đây. Bên ông thợ hồ này ông có máy móc rồi chuẩn bị sẵn. Đầu làm cái lễ mà phát tang cô chú anh chị. Giờ đang đẩy nghệ sĩ Nhân Phúc qua tận trên đội tang cho mẹ mình luôn. Nhà của mình lên thì đều nuôi bởi vì giờ cuối còn mình lên chỉ ngồi à. Anh chị chưa về kịp. Cũng có số anh chị về nhưng mà đang bằng công việc ở sau rồi cũng đang chuẩn bị ra để mà nhận tang. Thank you.
xịn bút quá. Người thông báo quý thầy cũng chấp tay lên. Yeah.
Để luôn, để chảnh luôn chú. Ờ, cho anh đổi khăn thôi, không mặc đồ. Ừ, nó có bích canh, đổi bích canh, khỏi mặc áo. Không có kiểu khỏi mặc áo á. Ừ, thì cứ đổi tan thôi, nhưng mà khỏi mặc áo. Ghi tên, lấy cái viết ghi tên cho nó đi. Bé heo, bé tiền được á. Con chả về đâu tập dụng đây có hết trơn á. Rồi Duy Trinh. Đang đổi tan cho mẹ luôn ghi tên đó nghe thầy ơi. Này sao? Còn mấy đứa nó ngồi để về tới thì tới về tới rồi đây chút rồi đặt sao cho nó đi. Nó đâu có sao đâu dư trời. Cái nội hay không? Cái nội hả? Trai đó. Còn hôm nay sao đợi tăng không? Đợi luôn đi. Đây lại đây bạn. Cái này sao? Dương đây. Dương luôn. Cây này đậu cây luôn. Cây là cái gì? Đứng ngay lên ngay. Nhà này có bình có dương luôn ta.
Chú Bình chuyên lẻ luôn nè, dĩnh hai bên hai bên lỗ tay. Rồi quay lưng lại. Bình Dương đi dễ khó về mà. Có Bình Dương rồi đi Bình Dương cái gì? Tôi thấy nó chạy xe bánh bánh nhiều hoài. Đi xe bánh bánh không sao. Về đây toàn đi xe bánh bánh không đó. Sáu bánh cũng có luôn nữa. Bình Dương bến cát đợi chờ. 6 giờ không kịp, 8 giờ lên xe. Vậy được cái chân. Mấy con xong chân rồi, gọi cúng cơm đi rồi. Cúng xong gọi chân mình đã ghi. Cúng cơm xong rồi. Mẹ ơi, 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 m
Rồi anh gót đầy ba ly uống đi, anh gót đầy ba ly. Vừa gót vừa kêu bà ơi uống rượu ăn cơm. Bữa nay con cháu với tôi cùng cơm thọ tang báo hiếu. Bà ơi con thọ tang báo hiếu, hồng bà linh thiêng về uống rượu ăn cơm. Này con bưng lên. Hey.
một cái gì đấy, hai đứa vô bước vô con. Còn con mơ thứ tư mới về thầy ơi. Con mới về nè, về bước vô. Còn anh Tư nữa, con anh còn trai nữa. Rồi. Con bỏ giữa đây không? Buộc áo lại cái Tư ơi, buộc áo lại cái đây. Buộc áo tan lại cho nó ấy lại cái. Mặc quá mà không vừa. Con gái. Con dâu con mới mất không? Con quỳ lên. Con xin ra đi. Con còn gây chân giữa đó. Con gấp lại con bỏ vô. Gấp lại con bỏ vô chén rồi con đổ lên. Vừa gấp thì bỏ vô kêu mẹ nó ăn không. Con gấp bên đây nè. Vừa thấp vừa kêu mẹ ơi ăn cơm. Con xới nhẹ nhẹ lên kêu mẹ ơi nhà cơm. Bình mẹ Yeah.
bay. Rồi thầy nhắc lại chương trình tối đêm nay mình bắt đầu là 6:30 7:00 là con chăm một bình trà, lúc 7:00 là mình cầu siêu, còn mấy con bình thân. Rồi cho anh trái ga nghỉ ngơi được rồi chú ơi.